Với cái sự phát triển của ChatGPT, chắc anh cũng hiểu được sức mạnh của nó rồi. Với sự phát triển của ChatGPT, anh là một người viết, thì anh có cảm thấy là lo? Mới đầu thì lo, Ừ. nhưng mà anh nghĩ đấy là một tương lai, một sớm một chiều thôi. Ừ. Nhưng quan trọng là cái góc nhìn của anh sẽ thay đổi như thế này. ChatGPT cũng chỉ cùng nó chỉ là một cái công cụ, nó một cái Đúng. technology, nó thay đổi và nó có thể giúp thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người. Tại sao mình không nghĩ nó là công cụ để mình hỗ trợ thêm cho cái việc viết của mình? Tại sao mình cứ nghĩ nó là một cái gì đấy đối trọng, là nó đối thủ mình? Tại sao nó không phải là một partner, đúng không? Tại sao mình không bẻ cái mindset của mình sang là như thế? Có những lúc đầu óc mình rối rắm chẳng hạn, mình chưa nghĩ ra được cái gì, mình có thể prompt một số những cái câu hỏi vào đấy và người ta có thể viết ra một cái dàn ý cho mình chẳng hạn. Ừ. À, và qua đó là mình có thể đọc, mình chắt lọc trong đấy một số những cái ý hay mình đưa vào bài viết. Đấy là một cách mà hiện tại có rất là nhiều bạn tận dụng luôn cái chat GPT đấy để làm những cái nội dung mà do AI đã tự làm, tự generate ra ra những cái video, tự generate ra hình ảnh, generate ra cả chuyện, cả kịch bản. Tại sao mình không biết tận dụng nào? Nhưng mà quan trọng ấy là phải biết đặt câu hỏi. Câu hỏi luôn luôn là năng lực chính của tư duy, nó là thức ăn chính của tư duy. Nên cách em đặt câu hỏi và thể hiện em tư duy nó như thế nào. Anh luôn luôn coi những cái thứ technology hàng ngày như thế, nó là một cái sự hỗ trợ cho mình, và mình có biết tận dụng nó hay không. Hay không là ông bảo là ông già rồi, thôi ông không học mấy cái đấy nữa, thôi ông không chơi mấy cái nữa thì làm sao mà được. Mình nó có xuất hiện trên thị trường thì mình cứ thử tìm hiểu nó đã, xem như thế nào, xem nó có thể hỗ trợ mình cái gì. Mình coi nó là một partner của mình đi, nếu đâu trở thành bạn tốt thì làm sao, đâu cứ phải là thành đối thủ, đúng không? Còn để mà thay thế được con người, được cá nhân thì anh nghĩ thời gian này nó sẽ có, nhưng mà còn xa lắm. Tại vì không bao giờ máy móc có thể thay thế được cái cảm xúc của mình như này. Không bao giờ thay thế được cái phút giây mà anh với em đang ngồi với nhau, nói chuyện với nhau. Nhiệt độ như thế này, anh em xung quanh là như thế này, rồi là mình đang chia sẻ với nhau này, những cảm nhận của mình về nhau nó như thế nào. Máy đâu có biết mình cảm nhận như thế nào về nhau, đúng không? Nó chỉ đưa ra những cái dự phóng, dự đoán thôi, những data, những zero and one thôi. Mình lo sợ những cái đấy làm gì, mình là con người mà, mình sáng tạo ra những cái đấy, mình phải làm chủ nó chứ, sao nó có thể coi nó là đối thủ được. Nhưng những cái người nào ấy mà lạc hậu mà không chịu tìm hiểu thì anh nghĩ có thể là họ sẽ là những người đầu tiên bị thay thế. Công nghệ nó giúp cho thay đổi cuộc sống của con người rất là nhiều. Tất cả những cái cuộc cách mạng trên thế giới bây giờ nó đều dựa vào những cái công nghệ đầu máy hơi nước, rồi là những cái nhà máy sản xuất hàng loạt. Đến bây giờ là chip war, công nghệ bóng bán dẫn các thứ, nó thay đổi tất cả mọi thứ. Tất cả những cái thứ mình đã nhìn nhận thế giới này nó đang thay đổi dần dần, và mình có theo kịp cái dòng chảy đấy không? Mình ở đâu, mình ở đằng trước hay ở đằng sau, hay ở trên đỉnh một con sóng? Thì lúc đấy là mọi người là phải tính toán chứ, mọi người là phải có một cái nhìn nhận như thế. Như mẹ anh mới đầu chuyển từ cái điện thoại di động Nokia trắng đen, khi mà dẫn cụ lên con iPhone chẳng hạn, là anh phải rất kiên nhẫn, anh phải dạy mẹ anh đến vài tuần để mẹ anh hiểu. Ngày xưa mẹ anh kiên nhẫn dạy anh hăng học như nào, anh cũng kiên nhẫn với mẹ anh như thế. Thì anh bảo là mẹ ạ, bây giờ nếu mà mẹ không biết làm những cái này thì giao dịch của mẹ sẽ bị mệt hơn, nó giúp mẹ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Mình phải chỉ cho mẹ như thế dần dần, thì mẹ cũng mình cũng phải chịu thay đổi, mình phải thuyết phục mẹ mình để dùng những cái công nghệ đấy. Nhưng mà người già thì lại hơi khó hơn mình thế. Anh em mình lại ở một cái thời điểm mà anh mình thấy có quá nhiều những cái sự thay đổi nó hàng ngày. Có Đúng rồi. thể bây giờ anh em mình đang ở tháng 8 nhé, đến cuối tháng 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 9 này có thể ra một loại iPhone mới, nó có công nghệ gì mới mình không biết. iPhone chuẩn bị ra một cái vision rồi. Em nhìn thấy cái vision này, em thấy ốp vào mắt. Em có bàn phím đấy luôn, em xem phim 4K, 8K ở trên cái màn hình này luôn. Em chiếu bất cứ ở đâu em cũng thể làm được. Thế mình sợ nó à? Hay là mình tận dụng nó làm cái thứ để mà giúp ích cho cuộc sống của mình hơn. Đấy đấy là một cách tiếp cận. Đừng có nhìn mọi phía bằng mọi mọi thứ bằng bằng một một phía, mình hãy nhìn những cái góc nhìn khác, mình sẽ có những cái cách xử lý khác. Tiếp cận vấn đề không chỉ có mỗi khó khăn mà mình phải đưa ra solution, tức là cách giải quyết. Có một câu em thấy mọi người cũng hay nói là bạn sẽ không mất việc bởi AI đâu, mà bạn sẽ mất việc cho những người mà biết sử dụng AI. Em vẫn tin vào câu câu nói đấy, em rất tin câu đấy. Nhưng mà thực ra trong cái lĩnh vực viết lách và content này thì em cũng từng được rất nhiều người hỏi rằng là nghĩ thế nào về câu chuyện ChatGPT lúc mà ChatGPT rất là hot. Thì đây là quan điểm của em muốn chia sẻ để xem anh có suy nghĩ gì về quan điểm đấy. Nhưng mà em có cảm giác là những thứ mà tức là ChatGPT có thể tạo ra được những thứ gọi là
dựa trên, đương nhiên nó hoàn toàn dựa trên prompt và dựa trên kiểu câu hỏi con người. Và thực ra đến cuối cùng thì cái những người mà viết lách hay những người tạo content giỏi nhất, thực ra đối với em nó đi đến tận cùng là người ta là những người biết đặt ra những câu hỏi hay nhất. Tại vì một nhà báo cũng vậy thôi, một bài viết hay là một cái gì đấy nó vẫn chỉ là đi từ những câu hỏi mà người ta đi từ những chi tiết rất là nhỏ rồi người ta có thể khái quát hóa nó lên thành những thứ lớn hơn vân vân. Thì những chuyện đó nó tức là nó không thay đổi ấy. Cuộc chơi gần như là nó không thay đổi. Nó chỉ có một cái là bây giờ thay vì là tôi phải mất rất nhiều công sức để tự tìm câu trả lời thì có thể có một người trợ lý nào đấy sẽ giúp cho tôi tìm câu trả lời nhanh hơn. Nhưng mà em thì em vẫn nghĩ là mặc dù là bây giờ mình có thể nhìn thấy sự bùng nổ của content làm bằng ChatGPT, ví dụ như là mình sẽ thấy là nội dung siêu ngắn hoàn toàn là AI viết, thậm chí là AI đọc, thậm chí là dựng phim các thứ, dựng video clip các thứ đẩy lên cũng có thể dùng công nghệ vào rất là nhiều. Thì nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc là những cái thứ như mình đang làm hoặc những thứ mà một người viết chẳng hạn như anh chẳng hạn, những thứ gọi là authentic, nó vẫn còn cái authentic series của nó ấy, mức độ nguyên bản của nó. Em nghĩ là càng về sau nó sẽ càng hiếm ấy, và càng về sau nó sẽ càng là thứ mà quý giá hơn. Nghĩa là gần như khi mà AI có thể hoặc là ChatGPT có thể làm được những thứ cung cấp thông tin một cách basic rất nhanh và rất hiệu quả, thì đôi khi người ta lại có thời gian hơn và người ta sẽ phải chú tâm hơn đến những thứ mà con người hơn, những thứ nguyên bản hơn, những thứ mà có thể rằng là máy móc sẽ khó có thể mô phỏng được ấy. Em nghĩ là mô phỏng, vì máy móc thì sẽ không tạo ra kiểu đấy, nhưng mà em nghĩ là sẽ mô phỏng. Thì không biết quan điểm của anh như nào, vì em anh rất thích góc nhìn đấy của Việt Anh. Đúng là những cái thứ mà nó original, authentic thì nó khó đạt được đấy lắm. Máy nó không thể nào viết được những cái thứ đấy. Bởi vì con người nó có một cái hay là chúng ta có lý trí và có trải nghiệm. Tất cả những cái thứ đều kết hợp với nhau. Nó làm sao biết được là bao nhiêu độ đối với nó là nóng, bao nhiêu độ đối với một người là lạnh. Chúng ta yêu người đấy nhiều hay yêu người đấy ít, làm sao máy có thể giải thích ra được? Làm sao máy có thể thể hiện được ra bằng câu chữ được, đúng không? Làm sao mà mình có thể thay thế được những cái thứ mà rất là bản năng về con người như thế được? Nhưng anh tin là vẫn có rất nhiều cơ hội cho những cái người tài năng, không thể nào thay thế được đâu. Anh đồng ý với điều đấy. Đôi khi nhiều cơ hội hơn, em đúng nghĩ nhiều cơ hội hơn. Và sau khi mọi người đọc những cái thứ nó cứ làng nhàng như nhau chẳng hạn, đúng rồi, em tự nhiên bụp một cái ra lại có một người rất là hay, rất là chất chẳng hạn. Ồ, mình đọc cái đấy, đọc những cái thứ mà nó kiểu chán trường nó nhiều quá rồi, tự nhiên đọc một ông rất là hay, mang lại nhiều cảm xúc, nó tươi mới chẳng hạn, một góc nhìn rất khác, lật lại những cái vấn đề rất là khác ấy. Thì ai làm sao thay thế được con người? Con người chúng ta kinh khủng lắm, chúng ta có vài triệu năm tiến hóa liền cơ mà. ChatGPT chỉ mới gần đây thôi, chưa. Ừ, nhưng mà em vẫn để mở một cái anh nghĩ là có một số nghề về sau nó sẽ bị thay thế nhá, bởi vì đó là điều chắc chắn. Vâng. Thí dụ như là kế toán ngân hàng, một số những cái thứ liên quan đến việc dạy học không phức tạp lắm, họ có thể lập trình được cái thứ. Cái đấy trong 21 bài học của thế kỷ 21 mình đọc hoặc là đọc qua những rất là nhiều cái bài báo bài chí của nước ngoài thì mình có thể nhận ra được điều đấy. Chúng ta đón cái làn sóng đấy như thế nào thôi, nó không bao giờ nó là một sự đe dọa cả, nó chỉ là một trợ lý. Nhưng hãy biết cách tận dụng cái trợ lý đấy, biết cách tận dụng công nghệ, phải tự trang bị thêm cái kiến thức của mình thì mình không sợ. Đâu có thể tự nhiên đùng một cái ông ChatGPT lại làm thêm một nhà văn lớn nữa. Làm gì có Dostoevsky thứ hai, đúng không? Làm gì có Haruki Murakami thứ hai đấy, làm gì có Erich Maria Remarque, người anh hùng văn chương của anh. Làm sao có thể viết thay thế, làm gì có Hemingway, không thể viết như thế. Kể cả em bảo là hãy viết như Hemingway cũng không thể nào như thế được, vì đó là một trải nghiệm độc nhất của một cuộc đời mà người ta chắt lọc ra, người ta viết được những cái thứ như thế. Thì hãy cứ tin vào những cái điều như vậy, đồng thời phải update bản thân. Em cũng nghĩ thế. Nhưng mà còn cái xu hướng khác thì sao? Tức là xu hướng vừa mình nói ChatGPT, nhưng mà em thấy có một xu hướng nữa đợt này cũng rất là nổi một vài năm gần đây, đấy là xu hướng đi lên của các nội dung ngắn, đặc biệt là các nền tảng video chẳng hạn như là TikTok này, Reels, rồi sau đấy YouTube cũng nhảy vào với YouTube Short này. Thì anh nghĩ là cái những cái nội dung ngắn như vậy thì nó có ảnh hưởng đến một cái người viết mà thích những viết những thứ dài, sâu, có giá trị đọc lại nhiều như anh không? Anh nghĩ đấy là cái việc lựa chọn sân chơi đấy. Chúng ta có điểm mạnh ở đâu thì chúng ta tạo một cái sân chơi và mình làm
thành cái chiến trường đấy của riêng mình. Những cái thứ thời thế nó thay đổi, ví dụ như có TikTok này, có Reel này các thứ đúng không, những cái thứ đấy nó là mới mà mình cũng xem nhiều cái thứ. Anh có những ngày anh xem 2-3 tiếng rồi. Anh tìm hiểu những cái đấy luôn. Tức là khi mà anh có tất cả các tài khoản của tất cả các mạng xã hội. Thread anh có không? Có thread luôn. Có luôn. Thế là có chắc chắn là rồi. Vài trăm follower luôn. Ồ. Mình là người làm social mà. À. Bắt buộc mình phải có những cái thứ đấy. Mặc dù mình đã thuộc lại già nhất công ty rồi, nhưng những cái thứ đấy mình vẫn phải tìm hiểu, mình vẫn phải biết. Để biết là các em mình sẽ làm gì, nhân viên của mình sẽ làm cái gì, xu hướng nó ra làm sao, tại sao người ta lại thích như thế. Nhưng mà cái nội dung ngắn ấy, sau một thời gian người ta không xem nội dung ngắn quá nhiều, cái sự phân tâm của họ bắt đầu hình thành. Và khi mà người ta vượt qua cái ngưỡng tuổi, người ta quan tâm đến những cái thứ đấy, người ta sẽ lại tìm quay về những cái bản nguyên thôi, lại quay về những cuốn sách, quay về những cái tài liệu đích thực, những cái thứ học thuật và những cái bài viết dài thôi. Luôn luôn có cái sân chơi của mình mà. Chúng ta luôn luôn có sân chơi của mình. Quan trọng là chúng ta chọn sân chơi nào để chúng ta để chiến thắng thôi, đúng không? Chứ còn tất cả những cái thứ đẻ ra luôn luôn có đối tượng của nó, luôn luôn có khách hàng của nó, luôn luôn có những cái tệp mà người ta quan tâm. Còn những thứ cho dù nó ngách vô cùng, em đọc cái The Long Tail em biết cái đuôi dài, cho dù nó ngách vô cùng vẫn sẽ có người quan tâm đến nó. Bài viết của anh chỉ cần có 2 người quan tâm thôi mà người ta đọc hết, người ta thích, người ta gửi một bức thư cho mình, đấy là niềm hạnh phúc của mình rồi. Đấy, bởi vì người ta đấy là cái sự quan tâm thật sự. Anh nghĩ là như thế. Còn tất cả những cái thứ nó đẻ ra TikTok, hay TikTok phẩy hay là cái gì đấy, mình cứ thử xem là có gì hay thì mình làm. Còn lại nó không phải là cái thứ mà có thể kiểu đe dọa hoặc là kiểu thay đổi hoặc là quá là các anh cứ kiểu bị bài xích nó ấy. Rồi suốt ngày mấy đứa sẽ xem TikTok cũng có nhiều cái hay chứ. Không, em xem TikTok suốt mà. TikTok nhiều cái thứ hay chứ, Reel nhiều cái hay mà. Trên Insta cũng có quá nhiều cái hay luôn. Tại sao không thấy những cái đấy là những cái hay nhỉ? Cái bộ lọc của mình có tốt không thôi, đúng không? Đúng rồi. Bộ lọc của mình phải tốt, sân chơi của mình nó đẹp, chọn chiến trường tốt, mình là chiến sĩ ra trận mà. Em thấy là anh là một người mà cập nhật các thông tin. Đấy, như anh em nói chuyện đấy, chắc là các bạn khán thính giả mà đã xem đến đây chắc chắn là cũng nhìn thấy là anh Bách là người cập nhật các thông tin cực kỳ nhanh. Thậm chí là các trend, xu hướng, rồi công nghệ, tất cả mọi cái. Thì anh có cái bí quyết đấy không? Cái cách thức để có, hôm nay luôn luôn... chắc là anh chia sẻ với mọi người một chút. Anh luôn có những cái bộ lọc. Thí dụ là anh có những cái sở thích cá nhân anh quan tâm. Sách vở, âm nhạc, rồi là phim ảnh. Hoặc là một số những cái thứ đọc chuyên sâu của anh ấy. Thì anh luôn luôn có những cái nguồn của nó. Anh rất là chú ý đọc đến những cái nguồn từ nước ngoài. Vì anh muốn là xem tầm nhìn của họ là như thế nào. Họ đang làm cái gì ở trên thị trường. Thế giới nó sẽ trôi đi đâu và về đâu. Ở trong nước thì anh sẽ đọc những cái tin, những cái báo chính thống. Anh tìm đọc những cái báo chính thống. Anh học được cái này từ khi mà anh đọc quyển Đối thoại với Putin của Oliver Stone. Đối thoại với Putin. Trong đó thì ông Putin có nói là có rất là nhiều thứ bạn có thể nắm được qua mỗi cái việc đọc tin tức thôi, mà chọn nguồn chính thống thì bạn có thể có một cái tầm nhìn nào đó bao quát về thế giới, sau đó đọc thêm những cái báo cáo. Nghề của anh từ trước đến giờ là truyền thông thương hiệu và social, và làm cả về content nữa. Anh cần rất là nhiều chất liệu, cho nên là anh phải đọc hàng ngày, anh phải làm hàng ngày. Anh phải mất đến 2-3 tiếng một ngày để anh đọc tất cả những cái tin tức, thì anh tiêu hóa và anh lọc đi. Có những nào anh quên thì anh quên. Thế nhưng mà phần lớn, kể cả những cái fan list của anh nhá, anh cũng quy hoạch. Những cái người nào mà đáng để follow anh sẽ follow. Và mình biết là khi mà người ta cung cấp những cái thông tin đấy, mình có. Anh hay bảo với mọi người là cái bản tin của anh giống như là một cái trang tin thời sự luôn. Biết tất cả những cái việc gì đang xảy ra ở đâu, đang có những cái gì đang hot, cái gì đang change. Anh theo dõi những cái người đấy. Bởi vì mình làm social mà, mình phải chấp nhận cái việc đó. Mình phải đọc, mình phải tìm hiểu chứ. Ngồi social, ngồi viết lách mà cứ ngồi cò trong cái phòng mà không có những cái bộ lọc thông tin mình cắm vào thì mình bị lạc hậu à? Không được. Sẽ có một ngày anh sẽ không đủ sức khỏe làm cái việc đấy. Thế nhưng mà bây giờ khi mà anh đã hình thành những cái kênh tốt đấy của anh ấy, qua những cái thứ anh tinh chỉnh của riêng mình, thì nó cung cấp cho anh một cái lượng thông tin đủ dùng và cung cấp cho anh một cái nhìn nó vừa đa chiều, vừa nhiều những thứ thú vị, cũng như là anh có thể có cái may mắn là mình nhìn được thị trường khoảng 2-3 tháng tới nó như thế nào.
theo góc nhìn cá nhân của mình. Ừ. Qua đó là qua từng quý nữa, anh còn đọc thêm những cái báo cáo nữa. Thí dụ như là báo cáo về cái lượng tiếp cận này, rồi là các cái nền tảng nó như thế nào như thế nào. Rồi khi mà các bạn anh update ở trên đấy, họ vừa đi hội thảo gì về, họ sẽ có những cái gì, họ hay chia sẻ lắm, những cái người ừ. như thế này hay chia sẻ. Rất là cảm ơn các bạn. Ở trên Facebook của anh có những cái bạn mà khi nào mà các bạn ấy post về một quyển sách gì, anh chắc chắn là người mua quyển sách đấy. Giống như tại vì cũng, anh đặc biệt tin tưởng. Cũng giống như là rất nhiều người sẽ nghe anh recommend sách nào thì cũng sẽ mua quyển đấy. Tại vì phải đọc thì mới recommend. Và những cái bạn nào mà cả đời bạn chả bao giờ bạn post gì về phim ảnh nhiều lắm, mà mặc dù mình biết là bạn xem phim rất nhiều, nhưng mà khi mà bạn recommend một bộ phim nào thì chắc chắn anh sẽ tìm và anh xem bằng được. Thì có những cái người như thế, rất là đặc biệt như thế, nên mình cảm thấy vô cùng may mắn. Đấy là những cái trong cái khung vòng bạn bè của mình có những cái người như thế. Và anh chuẩn bị cho mình như thế để anh tiếp cận công việc của mình theo chiều hướng đấy. Là một người sếp chẳng hạn, mình cần phải nắm những thứ đó. Mình cần phải biết được là thế giới đang như thế nào. Mình cần phải tính trước được vài bước trong một khoảng thời gian tới nó sẽ có những cái gì xảy ra. Lịch đây, lịch cả một năm đây, nó có những chương trình này. Ví dụ ngày 8 tháng 8 là ngày sale này, ngày 9 tháng 9 cũng có thể sale, ngày 10 tháng 10 các thứ. Thì trong những cái đấy thì mình sẽ sắp xếp nó như thế nào. Lịch là anh làm việc cả năm, anh lên lịch cho cả một năm luôn, là có những cái chương trình gì đặc biệt, có những cái ngày gì, mình làm người nội dung đúng không? Mình phải bắt chen trước, mình phải làm trước. Oppenheimer ra cuối tuần này chẳng hạn, chúng ta đã chuẩn bị trước đó đến cả mấy tháng rồi. Chúng ta làm sao chúng ta là có thể làm được những cái thứ như thế nếu mà chúng ta không có sự chuẩn bị? Chúng ta không biết theo dõi được đâu vào đâu. Chúng ta phải có một cái mục tiêu rõ ràng, một cái lịch trình rõ ràng, cộng với là những cái góc nhìn đa chiều, những cái trend gì mới để mình tạo ra, kết hợp với nhau lại một chút may mắn nữa thì chúng ta sẽ tạo ra những nội dung tốt và có thể bắt chè. Đấy là thứ mà giúp anh có thể trụ được trong ngành này cho đến tận bây giờ. Bài học rút ra là mình sẽ phải tận dụng nền tảng. Đúng. Và tự gọi là tối ưu hóa dành cho riêng mình. Và phải có những cái bộ lọc. Ừ. Suốt ngày đọc mấy cái tin rác rưởi rồi các thứ chỉ cứ cười he he hi hi, xong rồi các thứ liệu nó có giúp ích gì cho mình không? Phải đặt câu hỏi như thế. Luôn luôn phải đặt câu hỏi. Cái này nó có ích gì cho mình? Theo dõi người này có ích gì cho mình hay không? Theo dõi trang tin này có ích gì cho mình hay không? Đặt câu hỏi đi, đặt nhiều câu hỏi vào. Cho đến tận khi mình hiểu được. Tạm hiểu nhá. Chứ nói đến hiểu sâu về bản chất. Nên mình hiểu đâu đó ok mình biết rồi. Đấy luôn luôn là một sự chuẩn bị. Em phải có sự chuẩn bị. Luôn luôn là như thế. Em phải biết update được tình hình nó như thế nào. Mình học được cả ở bên thế giới này là thế giới phẳng, do có nhờ internet mà nó phẳng hơn một tí. Chúng ta có thể biết là ở bên kia đang có những cái phong trào gì. Ở trong nước nhà mình đã có phong trào gì. Và mình kết hợp cái đấy với nhau để mình định hình trước. Đấy. Đấy, câu trả lời rất hay. Em nghĩ là nó là một cái kinh nghiệm mà đôi khi ví dụ như là khi mình còn trẻ mình cũng không nhận ra được đấy đâu. Thực ra em cũng may mắn là thực ra cái em xem nhiều lắm, em xem TikTok và Facebook các thứ cũng tương đối nhiều ấy. Nhưng mà cũng một phần là do bộ lọc mình, thứ nhất là mình biết mình thích cái gì, mình biết là mình sẽ cần phải xây dựng cái feed của mình như thế nào. Thứ hai là mình cũng có những mối quan hệ em nghĩ là cũng tương đối chất lượng. Nó cũng đến vì mình làm, mình cố gắng và dần dần mình có những mối quan hệ chất lượng và mình cũng gần như là em cũng giống như anh ấy, gần như em không cập nhật được quá nhiều vì em thì hơi khác anh cái là em không đọc được báo chí quá nhiều đâu, rồi em không dành được quá nhiều thời gian đọc, nhưng mà gần như là em vẫn nắm được các thông tin quan trọng bởi vì social nó cũng là một dạng báo chí mà, tức là khi mà mọi người bạn bè các thứ nói về vấn đề này vấn đề kia là mình auto là mình sẽ có cái này đang xảy ra, và nếu mình muốn tìm hiểu thêm thì lúc đấy mình mới search, mình tìm để mình nghiên cứu thêm một tí sâu hơn xem nó như thế nào. Thì đấy là một cách mà em nghĩ là chắc là gọi là gì nhỉ, tức là đấy là một cách hiệu quả để có thể tận dụng được cái sức mạnh của nền tảng thay vì là mình sẽ bị nó dẫn dắt một cái hoàn toàn mình không kiểm soát được. Thêm một cái nữa là anh mới bảo Việt Anh là thêm một cái nữa là em có thể đưa ra những cái dự đoán của mình. Chẳng hạn như em sẽ đọc tin tức là Ấn Độ đang cấm xuất khẩu gạo. Giá gạo ở trong nước đang tăng lên khoảng 30%. Nếu mà không đọc VN Express thì làm sao mình biết những cái đấy đúng không? Mình chỉ không nghe thời sự làm sao mình biết những cái đấy không? Nó có liên quan đến cổ phiếu không? Nó có liên quan đến tình hình dự trữ lương thực hay không? Cái tầm nhìn của chúng ta luôn luôn có những cái điểm mù.
những cái góc nhìn của cá nhân nó bị hạn hẹp, mà nó cho những cái định kiến của riêng cá nhân ấy, mà nhiều người thanh tẩy cả đời không làm được. Thế nhưng mà khi mà mình chịu khó mình tìm hiểu một chút ấy, mình luôn luôn mình đặt ra câu hỏi mà những phóng chiếu của mình ấy, và mình đập tan những cái thứ, những cái định kiến ấy đi, thì mình dần dần là mình sắp xếp được một cái nhìn nó bao trùm hơn, nó tổng quát hơn. Nó không bị đi vào chi tiết, mình chỉ quan tâm những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ. Không, những từ những cái chi tiết nhỏ nhỏ đấy người ta đưa ra được một cái chiến lược của họ là gì. Ok, tôi sẽ tích chữ gạo này, tôi sẽ đặt niềm tin vào những cái công ty mà xuất khẩu gạo nó ngon ngon một chút ở trong nước, kiểu gì giá gạo trả lên đúng không, từ giờ đến cuối năm còn bao nhiêu thứ mà lương thực. Nghe, nhưng mà mình phải đấy, phải disclaimer, đây không phải lời khuyên đầu tư, đây không phải lời khuyên đầu tư nhá, bởi vì đấy tôi làm social chứ không phải là làm kinh tế, tôi cũng không chơi chứng khoán, nói thẳng với cả mọi người là như vậy. Nhưng tôi chỉ lấy ra một cái ví dụ là qua những cái tin tức mình đọc được như thế, mình sẽ đưa ra cái dự đoán của mình là như thế nào. Đúng rồi, về sau là mình xem là ôi, trong tương lai là mình đúng hay là mình sai. Từ đó thì mình mới đập bỏ được những cái định kiến cá nhân của mình. Đúng. Để trưởng thành thì luôn luôn phải đập bỏ những cái đấy. Em rất thích câu đấy. Để trưởng thành thì phải đập bỏ những cái định kiến cá nhân của chính mình. Em nghĩ đấy là một câu khá hay đấy. Để gọi là nhiều khi ấy, làm... để em làm title cho cái số podcast này rất hay. Mình chuyển qua một tí về cái câu chuyện đi làm và công việc, làm việc đi, và một số quan điểm của anh về công việc. Vì em thấy là em nói chuyện với anh, em nghĩ anh có một số cái quan điểm khá là hay, và em nghĩ là em muốn khai thác nó để đưa đến cho khán thính giả của Người Trong Môn Nghề, để các bạn, rất nhiều bạn trẻ có một cái nhìn gọi là sao nhỉ, tức là một cái nhìn nó có của một người từng trải,